Bây giờ chỉ có 3-40 nghìn một cân thôi. Năm đầu tiên là 60 nghìn một cân. 7 tạ. 7 tạ. Chứng tỏ... Ra màn luôn. Chứng tỏ là lợi nhuận quá cao nhỉ? Ừ, vâng ạ. Và nó ra được. Cây này chắc cũng phải 6-7 mét ấy, yeah, cao ấy. Đúng rồi, cây này nha, là phải nó phân vào nữa thì được. Ừ. Lúc nào đánh thì ấy do. Cái này anh bảo khoảng bao nhiêu vanh? Cây này á? Chắc phải 120 ấy nhỉ? Cây này hơn 100 vanh nhỏ. Hơn 100, chắc tầm 120 ấy nhỉ? Ừ. Đúng không? Gang của mình phải hơn 20 phân. Hơn 20, ít nhất phải 22. Đấy. Tầm cây vành tầm này tầm 130-140. 130-140. Em làm cây nhìn phát biết ngay. 3-4-12 khoảng tầm 130-140. Thích mỗi cái cành xà này. Ừ. Thích mỗi cái cành xà này này. Ờ, nếu mà từ bé mà để nguyên cái cành xà thôi thì cây để vườn đẹp. Nhìn kỹ mới biết là quả nhiều. Đây này. Cái này không phải tỉa đâu. Sao không giống không khác. Cân một quả thì dã man nhỉ. Cân hai quả mà. Cân hai. Kinh nhiều phết nha, năm nay nhỉ. Năm ngoái này, năm ngoái lại đậu ít, năm nay đậu nhiều nhỉ. Năm ngoái là mưa với nó bị mưa muối. Được chưa? Ừ. Đấy. Năm nay là có thu hoạch nhìn sướng rồi. Cái này mới được có mấy tháng? 2-3 tháng nhỉ. Đến tầm khoảng tháng 8 là thu hoạch. Thế chứng tỏ quả lâu nhỉ? Quả non đấy. Lá ớt hai cành. Không sâu xia. Bảy à? Nặng bao cân? Nặng 65 cân. 65 cân thôi à? Thế thôi. To ấy, cái này to. Cây này chắc còn tầm vanh 130-140. Cái này chắc là 140.